cầu rồng là biểu tượng của Đà Nẵng. Trời, cái thằng đại lý này nó kêu anh bỏ cầu rồng vô đi anh, tao lại mày, trời đất ơi, logo mà chơi nguyên cái cầu như vậy hả ba? Không được. Nên cái chữ SH Shop cuối cùng là gì? Viết tắt của chữ Sơn Hải. Sơn Hải ông ơi, đơn giản vậy thôi à. Thằng nào câu tới đoạn này mà biết được chữ M nghĩa là gì, anh cho event 1 triệu luôn. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT, nâng tầm con người Việt Nam. Xin chào mấy em. Làm đại lý thương hiệu cho BBT đã là trào lưu và là sứ mệnh của thời đại bây giờ. Hệ thống đại lý BBT bùng nổ khắp toàn quốc, đã, đang và sẽ có thêm nhiều đại lý nữa. Thì tiếp theo cái chuỗi mạch đại lý của BBT, hôm nay chia sẻ thêm một câu chuyện của đại lý BBT ở Đà Nẵng, SH Shop. Tại sao là SH? Không phải là con vợ đi SH đâu em. Nhưng mà nói về Đà Nẵng là gì? Một thành phố đầy tự hào của miền Trung, một thủ phủ, một thành phố đáng sống nhất Việt Nam theo báo chí bình chọn. Nói tới Đà Nẵng là nói gì? Một thành phố nó vừa phát triển công nghiệp dịch vụ, trong đó phải kể ra là dịch vụ du lịch, hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế đến sân bay quốc tế Đà Nẵng hạ xuống, thấy cái đà thành về đêm với cầu rồng huyền thoại phun lửa phun nước vào 2 ngày cuối tuần. Đà Nẵng nổi tiếng gì? Sông Hàn. Đà Nẵng là gì? Cá chép quá rồng. Đà Nẵng là gì? Là biển, là trời, là rừng, là núi. Nó bạn thấy có một thành phố nào ở Việt Nam nó đầy đủ những yếu tố như Đà Nẵng chưa? Chỉ có thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thua Đà Nẵng ở cái núi. Chỉ có Tây Ninh mới có núi Bà Đen, thành phố Hồ Chí Minh không có núi. Rồi Đà Nẵng là một thành phố rất sạch sẽ mấy em. Sạch hơn thành phố Hồ Chí Minh nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh nói về độ sạch là tủi tí với Đà Nẵng. Tại sao? Tại vì Đà Nẵng dân ít hơn. Đà Nẵng có hơn 1 triệu dân, thành phố Hồ Chí Minh tới 10 mấy triệu lần. Nè, đông quá nó dơ, chuyện bình thường mấy em ha. Nhà trọ đông người thì nó dơ, nhà trọ ít người thì nó sẽ sạch. Ví dụ luôn, nhà trọ ở 4-5 người không thể nào sạch bằng khách sạn ở 2 người. Lại không? Lại không em? Và tất cả những ý tưởng đó nó được gói gọn trong một cái logo của SH Shop. Em nhìn đi, logo của SH Shop, bạn sẽ nhìn thấy hết tất cả mọi yếu tố như Duy Nguyễn vừa nói. Biển nằm dưới chân, những ngọn sóng lăn tăn màu xanh của biển. Núi, chữ M ở trên là núi. Tiếp theo, sông, hình cục tạ là sông đó bà. Hình cục tạ là sông, cục tạ mà sông cong, biểu tượng của sông. Sông gì? Sông gì mấy em? Sông gì ngoài Đà Nẵng? Sông Hàn, đúng. Mà trên dòng sông Hàn có những cái cầu rất là đẹp. Bởi vì tao nói là Đà Thành, thành phố của những chiếc cầu. Mấy bạn nào kể được hết tên của cầu ở ngoài Đà Nẵng thì có cơ hội kết bạn với Duy Nguyễn Tích Sâm nha. Nãy anh kể tên cầu rồng rồi đó. Yes. Rồi tiếp tục. Cầu rồng là biểu tượng của Đà Nẵng. Trời, cái thằng đại lý này kêu anh bỏ cầu rồng vô đi anh, tao lại mày, trời đất ơi, logo mà chơi nguyên cái cầu như vậy hả ba? Không được. Cái cầu rồng của Đà Nẵng mình phải thiết kế cho nó đẳng cấp vô. Mình phải để cho người ta tưởng tượng nó mới ra. M là cái cầu đó ba. Thấy chơi M giống như dây cầu không? Trời đất ơi, đừng nói nhìn không ra nha. Tao chơi ý không mà mày ơi, được không? Cầu dây văn, ở ngoài Đà Nẵng là cầu vậy đó, mấy cái dây cầu đó. Chơi M đó ba. Phục anh chưa? Chữ M nó vừa có ý nghĩa là cầu, mà vừa có ý nghĩa là núi, mà thêm con rồng ở giữa nữa, nó là cầu rồng. Ghê chưa? Rồng ở đây là gì? Giấc mơ quá rồng của một thành phố Đà Nẵng, thủ phủ miền Trung. Rồng ở đây là gì? Rồng ở đây là con người Việt Nam, dòng máu tiên rồng. Rồng ở đây là gì? Cầu rồng Đà Nẵng. Mà tại sao con rồng đỏ không chọn rồng vàng?
Tại vì đơn giản, con rồng đỏ nó mạnh hơn con rồng vàng. Đúng không? Con rồng vàng là con rồng bỏ chạy, con rồng đỏ là con rồng ở lại. Suy ra con rồng đỏ mạnh hơn con rồng vàng. Cái này là anh tròn cho vui thôi. Nhưng mà tại vì nước tăng lực rồng đỏ, không có nước tăng lực rồng vàng. Nhưng có một cái điều đó, bảo đảm không ai biết. Ủa lộn, còn điều này là không ai biết nè. Chữ M. Chữ M nữa mấy em. Chữ M đố nào biết gì. Thì bảo đảm tại sao biết được. Thằng nào câu tới đoạn này mà biết được chữ M nghĩa là gì, anh cho event 1 triệu luôn. Nhưng mà thôi, bảo đảm không ai lấy được đâu. Bởi vì giờ anh sẽ nói M là gì? Ma bư. What? Biết ma bư không? Hả? Biết ma bư không? Đúng không? Ma bư là gì? Ma bư đẹp trai nha. Ma bư đẹp trai là gì? Là vô đối. Là sự kết hợp hài hòa giữa thằng ốm nhắc nó phải uống mắt nha anh ơi. Đúng chưa? Đúng chưa? Cái thằng ốm nhắc là ma bư ốm, nó phải uống mắt nha anh ơi. Vô kết hợp với thằng ma bư mập, nó phải uống bộ ba thành đánh để nó tạo ra một người ma bư huyền thoại, đánh khắp thiên hạ, vô địch không đối thủ. Nhưng mà anh muốn khắc họa cái ảnh ma bư ở điểm này nè mấy em. Đó là cái thằng ma bư là cái thằng thiện ác song hành. Thằng vừa thiện mà vừa ác. Đúng không? Vậy giống như cái gì? Thằng chủ shop này nó kinh doanh nó phải vừa chính với vừa tà. Đúng không em? Nó chính là nó mang dịch vụ đẳng cấp tới từng người tiêu dùng. Nhưng mà nó tà, nó phải bật BK cho mới đối thủ nó đó chứ đúng không? Yes. Đúng không? Nó kinh doanh mà mày không tà sao mà kinh doanh? Mà kinh doanh mày chính không mà mày đưa đồ cho tao ăn hết mẹ. Đối thủ mà nó nhai đầu mày luôn. Hợp lý không em? Hợp lý thì like đi. Anh nể anh ba. Đúng không? Ma bư đẹp trai vô địch nha. Chỉ con đít cu mới bập được hả nha ba. Chỉ con đít cu mới bập được hả nha ba. Ôi ma bư đẹp trai hơi bị lì đó. À, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy không? Cái chữ M không ghê chưa, ghê chưa? Ủa vậy thì SH nằm chỗ nào? Mày thấy SH không? Con tạ là chữ H đó ba, con rồng là chữ SH đó. What? Logo đầy ý nghĩa mấy em. Nói về phân tích của logo này là nhiều, nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà anh chỉ nói là những cái ý chính. Đó là cái mục đích anh làm của logo và màu sắc. Núi là phải màu xanh. Tại vì núi mày không màu xanh là núi mà núi đá không à. Núi này núi có cây. Đúng không? Núi Ngũ Hành Sơn có cây đi lịch được phải núi màu xanh. Màu xanh là biểu trưng cho supernatural, màu xanh là thiên nhiên, màu xanh là tự nhiên, màu xanh là không đột biến gen, màu xanh là uống vô không chết. Oh yeah. À, màu xanh nó là như vậy. Biển cũng phải màu xanh. Đúng không? Biển mà màu đỏ là coi như biển đỏ. Mà biển kể như màu đen là coi như biển đen. Mà biển kể như màu xám là như biển ô nhiễm nha. Tiếp tục anh sẽ nói tới chủ shop. Đó. Chủ shop của SH Shop. Nó đến với anh rất là duyên nợ mấy em. Chủ shop này là không có tập gym. Chủ shop ngoài ngành gym. Đó, chủ shop này ngoài ngành gym không tập gym gì cả. Biết anh qua những kinh đam trẩu và đam chính trị mấy em. Đó. Từ đó cái giống như là kể như là thấy thích, đúng không? Thích phong cách, thích là kia. Cái lập thành bộ kinh tên là Thánh Đam Duy Nguyễn. Đó, Thánh Đam Duy Nguyễn là kinh của ông này nha. Nhưng mà dạo này em post nhiều video lắm, chứ phải video của anh không nha. Mốt có chuyện gì được liên quan tới anh nha. Đó, trước nha. Đó, nên cái chủ kinh này, chủ kinh này là Thánh Đàm Duy Nguyễn. Xong rồi biết được thông tin anh tuyển đại lý, nhanh chóng quất luôn. Thì cái điều nói là cái gì? Một người không tập gym, chỉ có supply ride thôi. Nhưng mà bây giờ làm đại lý BBT, điều đó thể hiện cái gì? Đúng không? Đại lý BBT là kinh doanh, đúng không? Không cần tập gym, làm cũng được. Không cần tập gym làm cũng được, còn có thằng tập gym 20 năm cũng không làm được. Đó, nó là như vậy. Đó là cái sự phù hợp này nọ kia. Đó, chủ shop này đi từ ngoài Đà Nẵng vô đây gặp anh, trao đổi. Sau đó có một cái mối quan hệ hợp tác và để lại những tấm ảnh huyền thoại để đời. Cái lần anh ra Đà Nẵng thì chủ shop này á có hẹn gặp anh. Nhưng mà lúc đó hơi căng mấy em. Đi với giai nhân bí mật mà. Mà bây giờ mình biết thằng này là kinh của Thánh Đam Duy Nguyễn nữa rồi. Nó gặp mình rồi, nó chụp hình, chụp ảnh này nọ, lộ mẹ hết hàng. Nó cũng hơi kỳ, nói chung là phụ nữ anh rất là kỹ nha mấy em. Nói chung anh thừa nhận anh có nhiều phụ nữ mà. Nhưng mà phụ nữ anh kỹ lắm, nên cái lần ở ngoài Đà Nẵng đó là anh không có gặp được. Nên đây là cái lần tập tại Sài Gòn là cái lần đầu tiên
lần đầu tiên mà cái chủ kênh Thánh Đàn Duy Nguyễn gặp anh Duy Nguyễn đó, và dẫn tới cái việc hợp tác. Nói chung em đó đó thì cũng gọi là nung nấu cái suy nghĩ này bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi. Rồi về cũng họp hành gia đình, rồi cũng đạt được sự đồng thuận rất là cao đó. Và về bên Đà Nẵng, về Đà Nẵng đó, mở cái shop ở 100 Đặng Dung mấy em. Anh chưa đi tới chỗ đó, nhưng mà biết cái shop tên là 100 Đặng Dung là SH Shop. SH Shop. Và cái shop cũng trang trí ở trong cũng khá là đẹp. Bây giờ nó thích với cái Đà Nẵng ở chỗ là hai shop á, shop nào trang trí cũng đẹp hết. Shop kia 170 Phan Đăng Lưu, shop này 100 Đặng Dung. Hai phường khác nhau. Một bên là trung tâm thành phố, một bên là thủ phủ công nghiệp. Ô tô lộn, thủ phủ trường đại học. Thì các bạn nào gần khu đó biết chắc các bạn rành thằng mình. Bạn rành thằng Duy đúng không? Bạn chia sẻ thông tin chỗ đó ngon không? ABC kiểu là mua hàng chụp hình như thế đó. Kiểu. Đà Nẵng là một thành phố phát triển. Nhưng mà gym ở Đà Nẵng thì nó phát triển chưa tương xứng. Đó, gym ở Đà Nẵng thứ nhất là ít đại gia đầu tư. Thứ hai là cái gọi là cái suy nghĩ á của người miền Trung á, họ chưa có chuộng gym lắm. Thì những cái em đại lý này nè là người đi tiên phong, người đi khai phá. Nhưng mà khi mà các em đi tiên phong và khai phá đó thì các em phải biết cách chiếm lĩnh thị trường. Wow. Chứ không thì khi các em tiên phong, các em khai phá đã, cái mấy thằng khỉ khỉ nào đó núp ở đâu nó ăn hết. Ăn hết thị trường mấy em nghe. Nên kinh doanh á, bởi vì nó là phải chơi với con ma bư. Hả? Chứ đừng chơi với con Sonoku. Không phải chơi Sonoku cuối cùng ra dòng thánh nè. Đúng không? Mày cuối cùng mày cũng ra dòng thánh nè. Mẹ trong khi thằng Santa kia nó có làm gì đâu. Nhà cao, cửa rộng, gái đẹp. Còn mang tiếng là anh thắng ma bư nữa. Wow. Đúng không? Nên trong cái câu chuyện đó, anh muốn gửi một cái thông điệp làm ăn trong cái câu chuyện bảy viên rồng Sonoku đó. Cái chữ SH là gì? Sonohan đó. Ý nó là Sonohan đó, nó là gì? Nó là kết nối cho giữa thằng tía nó, thằng tía nó với thằng tía vợ nó. Thằng tía vợ nó là thánh chém gió, Santa đầu sầu, đúng không? Thánh chém gió, con nhỏ con gái này nọ, nhỏ con gái mê thằng Sonohan, đúng không? Sonohan là kết nối giữa hai người lại với nhau. Đó, nó phải là mang tính chất là nó trung trung vậy đó, nó vừa chánh mà nó vừa tà. Đúng không? Nó đừng có như Santa, đừng có ngu như Sonoku. Ngu như Sonoku cũng đeo dòng thánh nè. Mày vĩ đại cho nhân loại cái gì? Nhân loại đó chỉ nhớ tên là Santa đầu sầu đánh thắng ma bư thôi. Mà sau này thằng ma bư mập á, nó còn làm con của Santa đầu sầu nữa mới ghê chứ. Có nhớ cuối không? Nó ngồi nó ăn thịt, nó ngồi nó uống rượu. Nó Santa đầu sầu nó ê chút ra đại hội gió lâm á, còn quýnh hết mấy thằng kia nha cho bố nha. Xong rồi tới hồi trận chung kết giữa bố với con thì cô giả bờ thua nha. Thằng kia vâng bố. Đúng không? Tí thằng Santa đầu sầu á, nó không được con mẹ gì chứ. Nó chỉ được cái đầu thôi. Mà nó đi ra làm gì? Nó lấy hết tất cả những công trạng của Sonoku luôn. Đó. Mà nó còn lấy được thằng con nuôi là thằng ma bư mập nữa. Ma bư mập nhà ngoan, ngoan như gì luôn. Xong rồi nó có được thằng con rể là Sonohan võ công đầy mình. Đúng không? Rồi nó xong có một đứa cháu là Lít Tên. Đúng không? Ca Lít với Sonoku Tên. Mà nó có thêm thằng thông gia trên trời nữa, Kakarot. Trời ơi, mấy cuộc đời thằng đó thành công nhất. Làm ăn phải như thằng đó. Yes. Thông điệp ý nghĩa rất là nhiều trong cái logo của SH Shop. Tại vì bây giờ nói thật sự với em luôn á, anh làm cái logo cho SH Shop này anh đau não luôn á mấy em. Bây giờ không biết đặt cái gì nữa thiệt luôn á. Không lẽ cứ là muscle, cứ là này này kia rồi cái gì rò riết rồi nó nhiều quá. Đúng không? Mà khổ một cái thằng ông nội này á, thì nó là người chân chất dân quê. Nó là người Đà Nẵng mấy em, nó chân chất sao á. Nó khác thằng kia. Thằng kia chỗ chỗ, thằng kia hướng ngoại được, đặt Đà Nẵng ok. Còn đặt cái ông nội này phải không nghĩ cái từ gì, nó phải bình dân. Nó phải học vụ. Nó phải gọi là nó dễ hiểu cho khách hàng người Việt. Nó mà nó phải dễ hiểu cho mày hiểu nữa. Nên cái chữ SH Shop cuối cùng là gì? Viết tắt của chữ Sơn Hải. Sơn Hải ông ơi. Đơn giản vậy thôi à. Nhưng mà Sơn Hải Hà, chữ Hà, Hải với Hà là hai chữ H. Yes. Anh đúc gọn một chữ, nó còn là Sơn Hải. Sơn Hải Hà, Sơn là núi. Đúng không? Ủa Sơn là núi, Hải là sông, Hà là, ủa Hải là biển, Hà là sông. Thì ở Đà Nẵng là cái gì? Là Sơn, Hải và Hà, ba cái đó. Góp gọn là SHH. SHH đọc dài qua đọc SH. Một logo quá nhiều ý nghĩa. Đó, tụi em thấy anh phân tích logo của SH Shop, tụi em thấy rung chưa? Tụi em thấy cái sự mà gọi là liên tưởng của anh Duy thuộc dạng sư phụ rồi đó. Và SH là gì nữa? Thêm một cái nghệ thuật bú đam, bú pham đại pháp. Xe SH quá nổi tiếng. Đúng không? Xe SH là quá nổi tiếng. Vậy thì xe SH là gì? Là xịn, là thời trang, là bền.
là thị hiếu. Thì thằng SH Sub này nó cũng là như vậy. Nhưng mà khác lĩnh vực thì anh có quyền đặt tên thế thôi. Rồi đó, tóm lại thì tất cả những thông điệp ý nghĩa thì cũng cố gắng chia sẻ với các bạn fan ở ngoài Đà Nẵng, khách hàng ở thành phố thân yêu miền Trung. Tất nhiên góc độ chia sẻ video vừa rồi á là góc độ cũng tương đối là khá là hài hước, và nó là bộc trực tại nó là dạng vlog mà. Chứ thật sự thì anh cũng mong muốn hai cái đại lý ở ngoài Hà Nội phát triển. Ô lộn, xin lỗi bạn, Hà Nội tới năm rồi. Lộn Hà Nội chưa nói tới, lộn quá, giờ tôi tập phim mà uống clip cho nó bần thần quá. Hai đại lý ở ngoài Đà Thành đó, có thể là gánh được trọng trách của BBT giao phó, phát triển được thị phần ngoài đó tương đối tốt. Đương nhiên là mảng offline phải mạnh hơn mảng online. Thì tập thể BBT, trong đó có cá nhân của anh, sẽ luôn gọi là hỗ trợ hết mình tất cả những việc hữu hình lẫn như vô hình, từ marketing, truyền thông cho tới thực phẩm bổ sung, hay là tất cả những cái vấn đề mối liên hệ giữa nhà sản xuất và thị trường Việt Nam, thì luôn ưu tiên cho Đà Thành cũng như ưu tiên cho những cái địa phương khác nếu mà họ gánh vác được trọng trách của BBT. Mà bây giờ mong các bạn, các fan tới quậy shop nó lần đi, nó cho biết mặt mũi shop nó làm sao, coi nó gọi là nó chăm sóc khách hàng có ok không, khả năng tư vấn thế nào đó, thì feedback lại cho tổng đài chủ Thiên Đại Hội, cô lộc tổng đài chủ BBT, để BBT có cái giải pháp training lại, hoặc là khắc phục, hoặc là sau đó để cho nó nâng tầm đẳng cấp của BBT, nó không phụ thuộc những cái gì sứ mệnh của Duy Nguyễn giao phó là gym phục vụ cuộc sống khỏe đẹp thành công đẳng cấp. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, đừng bao giờ bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.